Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ bên kia mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ." Ông Phê-rô liền thưa với người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài thì xin truyền cho chúng con, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giê-xu bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước mà đến với Đức Giê-xu. Nhưng thấy gió thổi lên thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì rõ lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa." Đó là lời Chúa. Con nào thiếu nhi nào cho cha biết tuần trước tin mừng nói về cái gì? Trước hết là tin mừng của ai nào? Bà nói về cái gì nào? Chủ nhật tuần trước. Rồi, có một con thiếu nhi này. Con thưa cha là Chúa Giê-xu hóa bánh ra nhiều ạ. Có phải không chúng con? Ôi, chúng con cho một tràng vỗ tay đi. Rất là giỏi. Tuần trước là Chúa hóa bánh ra nhiều cho mấy ngàn? Năm ngàn, mấy ngàn nhỉ? Con thưa cha là năm ạ. Con thưa cha là năm ạ. Năm gì? 5 ngàn. Bạn nào nói rõ nào? Con thưa cha là cho 5 ngàn người đàn ông và chưa kể đàn bà và trẻ em. Có phải không chúng con? Ơi, chúng con cho một tràng vỗ tay nào. Cho tới 5 ngàn người đàn ông mà chưa kể tới chúng con và phụ nữ. Đó, vậy là có đông không chúng con? Bây giờ mà Chúa Giê-xu hiện ra giữa chúng con, giảng chúng con một bài rất là hay, rồi ngày nào cũng ban cho chúng con phép lạ, thì chúng con có thích không? Có thích không? Có thích không? Vậy thì mình có cần người khác phải đi làm nữa không? Không phải làm gì nữa, mà chỉ nghe Chúa giảng, rồi tí nữa Chúa hóa bánh ra nhiều, xong là Chúa lại giảng, rồi cho chúng con chơi. Thế có thích không? À, ai cũng thích như vậy. Cho nên khi Chúa Giê-xu làm phép lạ xong thì Chúa lại không cho họ tôn vinh Chúa, mà Chúa lại bắt các môn đệ giải tán họ về. Và rồi sau khi giải tán họ về thì Chúa Giê-xu cho các môn đệ sang bên biển hồ bên kia, để các môn đệ không ở đó nữa. Khi Chúa Giê-xu trở thành người tài như vậy thì các môn đệ có thích không chúng con? Có thích không? Rất thích. Bởi vì thầy mà giỏi thì cho cũng giỏi, mà thầy được chức cao sang như vậy thì cho cũng được cao sang. Thế nhưng Chúa Giê-xu không cho các môn đệ ở bên đó, mà bắt các ông sao? Như bài tin mừng hôm nay, treo sang bên kia nước, bên kia sông, à bên kia biển. Để gì? Để tách các môn đệ ra khỏi dân chúng. Nhưng khi Giê-xu bắt họ đi như vậy thì đang đêm, gió thổi lên, biển gầm lên. À, các bạn huynh trưởng nào mà năm ngoái cho đi ra biển ấy, thấy được rằng sóng biển sợ biết bao.
đang bình yên thế này, tự nhiên sóng lên một cái thì thuyền hôm ấy cha cũng ngồi ở trên thuyền, giống như các bạn huynh trưởng, bắt đầu con thuyền chao đảo, gần như là gì? Là chìm. À, các bạn ngại thì cha bắt các bạn lên kể lại cái vụ mà các bạn năm ngoái được đi. Đó là con thuyền gần như bị lật. Ai cũng kêu ơi làm sao, lạy Chúa xin cứu con. Bắt đầu cha mới nhớ lại cái câu chuyện mà Thánh Phêrô hôm nay đang chìm, thưa với Chúa rằng sao, lạy Chúa xin cứu con. Bởi vì khi đó là Chúa mà không cứu thì Thánh Phêrô có chìm không chú con? Có chìm không? Các bạn hôm ấy mà không cứu, không kêu với Chúa là chắc thuyền cũng chìm. Ai cũng sợ, bởi vì sóng rất là lớn, con thuyền ghé sang bên này, ghé sang bên kia, gần như là muốn dìm cả cha này, cả các bạn huynh trưởng xuống biển. Có sợ không? Nếu chúng con đi vào, chúng con có sợ không? Ai cũng sợ hết. Nhưng không hiểu sao Chúa yêu thương tất cả mọi người, không chỉ yêu thương Thánh Phêrô ngày xưa mà yêu thương cả cha và cả các anh chị em huynh trưởng. Cái chuyến đi đó được bình an vào tới bờ, nhưng ai cũng cảm nhận được rằng sau khi ra biển thì mình rất là nhỏ bé, mình rất là yếu đuối, cần đến ai? Cần đến Chúa hơn. Đó, hôm nay mỗi khi chúng con chuẩn bị đến kỳ thi, chúng con có sợ không? Có sợ không? Nhưng mà chúng con thấy được mình hình hãnh diện trong một năm, chúng con học hành khỏe mạnh, chúng con được mọi người yêu mến, thì kỳ thi chúng con có Chúa này, chúng con tự tin bởi vì mình đã được trang bị một cách đầy đủ, thì mình không sợ làm sao? Không sợ rớt, tức là không sợ ở lại. Cho nên chúng con đã mạnh dạn học một năm qua. Thì hôm nay chúng con là ngày gì? Ngày gì nhỉ? Hôm nay ngày gì của chúng con chứ con? Giơ tay. Hôm nay ngày gì? Con đưa cho là nâng khăn ạ. Hôm nay chúng con được nâng khăn. Như đầu lễ cho nói á, nâng khăn có ý nghĩa gì nhỉ? Ai hiểu thế nào nói cho vậy cho nào? Khi mình được nâng khăn thì ý nghĩa thế nào nhỉ? Con đã cho là khi mình nâng khăn là mình sẽ được tổng kết lại những cái gì mà năm học vừa qua mình đã được làm và mình sẽ được lên một cấp mới cao hơn. Chú con cho một tràng pháo tay để khen bạn một cái nào. Rồi ai có ý kiến khác nào cho cha xem nào. Bạn thì bảo là mình được nâng khăn là do một năm qua mình làm rất là tốt rồi, bây giờ đánh dấu một năm mới mình phải làm tốt hơn. Ai có ý kiến khác không? Đâu rồi? Rồi, chúng con nhớ rằng là một năm qua mình đã hoàn thành hay là mình đã sống như một thiếu nhi thánh thể rất yêu mến. Yêu mến ai chúng con? Yêu mến ai nhỉ? Một năm qua chúng con yêu mến ai nhỉ? Thiếu nhi! Một năm qua chúng con yêu mến ai? Chúa ở đâu chúng con? Chúa từ nơi tâm hồn chúng con. Chúa ở trong nhà thờ, Chúa ở bố mẹ chúng con không? Chúa ở với anh chị em không? Vậy thì mình có yêu mến anh chị em không? Khi mình yêu mến anh chị em của mình là mình yêu mến ai chúng con nhỉ? Chúng con nhớ, khi mình yêu thương, yêu mến anh chị em, khi mình biết yêu mến, vâng lời bố mẹ, là mình đang thể hiện lòng yêu mến ai? Yêu mến Chúa. Cho nên trong một năm mới chuẩn bị bước vào, chúng con nhớ sau khi mình được thăng khăn, tức là mình đã yêu mến Chúa rồi, thì hôm nay mình càng quyết tâm hơn trong việc yêu mến Chúa. Hôm nay chúng con thấy mình trên miệng chúng con phải đeo một cái khẩu trang. Nhiều em chúng con rất là khó đeo, bởi vì mọi mình đã được nói thoải mái, nhưng hôm nay lại phải đeo khẩu trang. Muốn làm sao chúng con?
muốn chúng con không bị lây nhiễm bệnh vào người chúng con. Cho nên chúng con phải phòng ngừa bằng việc gì? Mình đeo khẩu trang. Bây giờ chúng con bị ốm, chúng con rất là lo, chúng con làm sao? Rất là mệt. Thế nên cha muốn chúng con mỗi Chủ nhật đi lễ là chúng con mang chiếc khẩu trang đúng với cái khăn của mình, để chúng con làm sao? Thể hiện lòng chúng con yêu mến Chúa, chúng con tôn trọng mọi người. Bởi vì không may ai đó bị bệnh mà chúng con còn khỏe, chúng con cũng có thể bị nhiễm bất cứ lúc nào. Chúng con thấy không, một cái micro mà hết pin ấy là không nói được đó. Mà một khi chúng con bỏ khẩu trang ra thì miệng chúng con làm sao không may lại hít phải cái khí của con virus ấy mà nó vào người ấy, mà không chỉ bị ốm không đâu, mà không may virus đó nó mạnh hơn chúng con là chúng con có thể bị gì? Bị gì nhỉ? Bị tử vong đó. Cho nên từ nay chúng con ra đường thì chúng con không phải mang khẩu trang theo màu áo, màu khăn nha, mà chúng con sẽ mang khẩu trang của gia đình. Nhưng khi chúng con đến đi dự lễ là chúng con phải mang khẩu trang theo đúng khăn của mình. Còn mấy bạn đây, công bà Trương xem khăn theo màu áo đâu, khẩu trang đâu. Đấy, còn mấy bạn. Và cộng đoàn bố mẹ chúng con cũng vậy. Hôm nay cha muốn cổ động để giữ cho sức khỏe của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta biết yêu mến Chúa bằng việc chúng ta yêu mến mọi người, khi chúng ta mang trên mình cái khó khăn như vậy, nhưng qua đó là cách thể hiện chúng con yêu mến ai? Yêu mến Thiên Chúa, giữ cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta. Vậy giờ đây chúng con theo nghi thức mà chúng con đã chuẩn bị tập, thì chúng con tuyên hứa với Chúa, tuyên hứa trước mặt cha, trước mặt cộng đoàn, từ nay chúng con yêu mến Chúa nhiều hơn qua việc chúng con nói lên lời tuyên hứa của mình.